các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn những ai không nên uống nước xả đen nhé. Đây là nước xả đen mình vừa mới ấy ạ. Rất là dễ uống ạ. Giới thiệu với các bạn đây là cây xả đen nhé. Và người dân tộc thường gọi đây là cây ung thư các bạn ạ. Cho nên là hôm nay mình sẽ cắt xả đen về để mình chia sẻ với các bạn về cái tác dụng của nó và những cái cách chữa bệnh của cây xả đen nhé. Bây giờ nó đang là mùa để ra hoa nhé. Ra hoa xong nó sẽ ra quả. Quả nó rụng xuống thì có thể mọc thành những cái cây rất là tốt ạ. Xả đen sau khi mình ngắt về các bạn nhé. Các bạn biết rằng xả đen là loại dược liệu quý, chứa nhiều hoạt chất có tác dụng ức chế khối u và phòng ngừa ung thư nhé. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng loại dược liệu này ạ. Vì xả đen hay còn gọi là cây ung thư được xem là dược liệu cực kỳ quý, có khả năng phòng ngừa và hỗ trợ ung thư, ức chế khối u ác tính nhé. Công dụng của xả đen thì mình xin chia sẻ với các bạn. Xả đen có chứa các thành phần hóa học như axit amin, tannin, flavonoid, guisme và polyphenol, có khả năng ức chế sự phát triển và hóa lỏng tế bào ung thư nhé, ngăn chặn sự hình thành các khối u ạ. Cây xả đen còn có tác dụng điều trị bệnh lý như là gan, viêm gan hay là xơ gan, gan nhiễm mỡ, ổn định huyết áp và hỗ trợ các bệnh như là cơ xương khớp, đau cột sống và giải tỏa căng thẳng, tăng cường đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra nó còn làm ổn định được đường huyết và huyết áp của cơ thể nhé. Điều hòa và lưu thông khí huyết, ngăn ngừa xơ vữa động mạch ở những người bị huyết áp cao hay người cao tuổi ạ. Những ai không nên uống nước là xả đen các bạn nhé. Mặc dù xả đen là thần dược lành tính nhưng vẫn có những người không nên sử dụng nó để tránh có những tác dụng phụ không mong muốn như là hạ huyết áp hay đầy bụng, đi ngoài và ngủ gà ngủ gật nhé. Đấy là những cái triệu chứng rất là không tốt ạ. Thứ nhất là người bị bệnh thận. Những người bị bệnh thận không nên sử dụng xả đen bởi có thể khiến chức năng thận của chúng ta bị suy giảm nhé. Thứ hai là phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú, trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là nhóm đối tượng không nên sử dụng nước xả đen. Xả đen là trong thời kỳ mang thai được xem là giai đoạn mẹ ăn gì thì con sẽ được hấp thụ cái thức ăn ý. Nên những vấn đề gây hại hoặc chưa rõ có thể gây hại hay không thì chúng ta có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến với thai nhi nhé, thì chúng ta nên không sử dụng nó ạ. Thứ ba là người bị huyết áp thấp. Xả đen có tính hàn, có tác dụng làm hạ huyết áp nên người bị huyết áp thấp không sử dụng xả đen, tránh nguy cơ bị hạ huyết áp gây ra nguy hiểm đến tình trạng sức khỏe hay là tính mạng nhé. Thứ tư là người đang bị tiêu chảy hay rối loạn tiêu hóa. Xả đen có tính hàn và có một trong những tác dụng phụ của loại thuốc này là gây tiêu chảy. Bởi vậy, người có hệ tiêu hóa kém không nên sử dụng nước xả đen ạ. Đấy là những người không nên sử dụng nước xả đen thì có 4 trường hợp mình vừa kể trên ạ. Và sau đây thì mình chia sẻ với các bạn những ai không nên sử dụng nước xả đen. Những ai nên sử dụng nước xả đen, xin lỗi các bạn nhé. Người bị thứ nhất là người bị huyết áp cao, sử dụng nước xả đen hàng ngày. Bởi xả đen có tác dụng điều hòa huyết áp, sẽ giúp cho huyết áp của chúng ta được ổn định ạ. Thứ hai là người đang bị ung thư hoặc nghi ngờ bị ung thư. Vì xả đen ức chế khối u và ngăn cản khối u ác tính nhé, di căn, đặc biệt là ung thư đại tràng và ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung. Thứ ba là người mắc bệnh về gan như là viêm gan virus, gan nhiễm mỡ, xơ gan thì nên dùng nước xả đen uống hàng ngày nhé. Thứ tư là người bị suy nhược thần kinh hoặc là bị chứng mất ngủ,
Xạ đen giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, hỗ trợ cải thiện chức mất ngủ và tăng cường vận chuyển máu lên não, giảm thiểu các tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Và thứ năm là người mắc bệnh sơ về xương khớp hay là người đang bị lở loét mụn nhọt trên da thì nên uống nước lá xạ đen hàng ngày, sẽ giúp cho da rẻ của chúng ta ấy, tức là loại bỏ được cái chất độc ra khỏi cơ thể để không làm bị cái tình trạng viêm loét ạ. Hay rất là tốt cho xương khớp nhé. Xạ đen bây giờ mình sẽ đem đi để mình vừa ngắt ở vườn xong ấy, các bạn sẽ đun cho mình khoảng độ 100g lá xạ đen cả. Xạ đen ấy thì chúng ta có thể dùng cả thân, cả lá đều được hết nhé, cả hoa, quả chúng ta đều dùng được. Để ạ, xạ đen nó sẽ mọc như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy lá nó mọc đối nhau đấy ạ. Đấy. Chứ không phải ấy. Vì xạ đen trong vườn nhà mình không có thuốc gì cả. Nếu các bạn mua thì nên mua ở những cái nơi uy tín đảm bảo nhé. Chúng ta có thể dùng xạ đen tươi hoặc khô đều được hết nhé. Các bạn rửa sạch cho mình xạ đen nhé. Các bạn chuẩn bị một cái xoong cho mình và mình sẽ cho phần lá xạ đen vào nhé, để mình đun. Các bạn đun sôi cho mình khoảng 5 đến 10 phút, sau đó thì mình sẽ để nguội bớt thì chúng ta sẽ lấy ra để uống nhé. Khi nước xạ đen mình đun xong, mình để nguội bớt, chúng ta có thể lấy sử dụng được uống các bạn nhé. Cần lưu ý những gì khi sử dụng nước xạ đen? Thứ nhất là sử dụng nước xạ đen đúng liều lượng, không dùng quá nhiều hay tự ý nhé. Xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt nếu mà chúng ta hay là tụt huyết áp dùng quá liều đấy ạ. Thứ hai là sử dụng nước xạ đen biết là trong ngày thôi nhé, tuyệt đối không sử dụng để qua đêm các bạn ạ. Và không uống nước xạ đen với đồ uống có cồn và thực phẩm như đậu xanh, măng chua, rau muống, cà pháo ạ. Và nữa là người điều trị bệnh bằng thuốc tây thì nếu mà uống nước xạ đen thì uống cách nhau khoảng 30 phút nhé, ít nhất là 30 phút ạ. Trong nước xạ đen có tác dụng an thần nên có thể gây ra ngủ gà ngủ gật đấy ạ. Và cây xạ đen có thể sử dụng tất cả các bộ phận lá, thân, cành dưới dạng tươi hoặc khô nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.